Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm đã niêm phong tạm giữ và xác minh xử lý hơn 1.000 bánh trung thu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bị phát hiện tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu ở địa chỉ khu phố 1, phường Tam Hiệp, phát hiện hơn một 000 sản phẩm bánh trung thu. Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất bánh trung thu, không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu, vi phạm các quy định về điều kiện chung và đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm.